Đó thì mình có những cái phương tiện kỹ thuật, ví dụ như ngày xưa thì mẹ mình, bà mình phải giặt đồ bằng tay. Ngày nay chúng ta có máy giặt, chúng ta có máy hút bụi, chúng ta có máy rửa chén. Chúng ta có thể đi siêu thị mua thức ăn chế biến sơ chế sẵn về để tủ lạnh và chúng ta làm rất nhanh cho bữa cơm gia đình. Như vậy nó cũng đỡ thì cũng rất là tốt. Một cái điều mà mình cảm thấy là cái thách thức cũng cực kỳ quan trọng đối với người phụ nữ hiện đại ngày nay, đó là cái người phụ nữ làm sao phải giữ lửa cho gia đình, làm sao cái mái ấm mình thật sự ấm bằng cách là làm sao đó để nuôi dưỡng cái cảm xúc trong đời sống vợ chồng. Làm sao đó để vợ chồng nó có cái bề dày nghĩa tình để mà có thể có cái sức mạnh chống chọi là những cái cám dỗ bên ngoài của cuộc sống. Thế hỏi thì Kinh Quốc là hồi nào giờ vợ Kinh Quốc có bao giờ mà gọi là phân công lao động cho Kinh Quốc chưa? Có. Làm gì? Có, nhiều lắm. Ví dụ như ví dụ như ở nhà nè, thì gia đình Quốc hiện nay thì thường có cháu nhỏ đó thì thường mình một người mà bà mẹ rất là bận, nào là cho con bú rồi suốt cả đêm không ngủ rồi phải, nói chung là sáng sớm khờ luôn rồi thấy không, thì mình thấy gì thôi để những cái việc nặng để mình làm cho. Ví dụ như là việc gì hè? Ví dụ như là sắp nước rồi lên cho con tắm hoặc là phơi nắng thì mình cũng làm được mấy chuyện đó. Nhưng mà ví dụ cho con bú thì chắc chắn mình làm không được. Chắc là gì? Bạn có thỉnh thoảng thôi. cũng được. Nói chung là làm những cái việc cảm thấy là mình nên làm nặng trước, còn những nhẹ thì để cho bà mẹ làm chuyện đó. Nói thì nói vui như vậy thôi chứ Quỳnh Hương nghĩ là ngày nay thì càng ngày càng có thêm nhiều các đấng mày râu đó cũng sẵn sàng chia sẻ cái công việc của vợ mình như Kinh Quốc, chứ không phải Kinh Quốc là trường hợp cá biệt mà được tôn vinh đâu nha. Nhưng bên cạnh đó thì những cái việc mà chị Tâm nói thì đúng là thật, nhưng mà người phụ nữ Việt Nam vẫn có bốn cái chữ. Nó vừa làm cho chúng ta hãnh diện nhưng đồng thời nó cũng làm cho chúng ta cảm thấy đây là một cái áp lực. Đó là công dung ngôn hạnh. Nói gì thì nói vẫn phải đánh giá người phụ nữ qua công dung ngôn hạnh. Quỳnh Giang có nghĩ rằng đó là một cái điều tốt cho mình để mà khi mà mình vươn tới cái môi trường hội nhập đó, hay là đây là một cái rào cản nhất định nào đó? Em thì em nghĩ cái điều đó chắc chắn là đem lại cái điều tốt cho mình. Bởi vì khi mà mình ra ngoài xã hội á, với cái sự đảm đang của mình, với cái nề nếp giáo dục mình đã có sẵn, thì khi mà mình giao tiếp với mọi người hoặc là khi mình làm việc á, thì người ta sẽ cảm thấy rất là thích thú. Và khi mà mình hội tụ đủ những yếu tố đó thì mình sẽ làm cho cái đối tác của mình cảm thấy rất là dễ dàng đối với mình, và mình và cái công việc của mình thuận lợi hơn. Thực ra thì những người ta đó là như Quỳnh Hương mới hỏi đó, tức là đây là một cái giá trị tốt, một cái cơ hội tốt hay là một cái rào cản. Thực tế thì mình nghĩ khi mà đặt ra những cái chuẩn mực như mình nói trên là 8 cái chuẩn mực đó, thì cũng có nhiều cái quan điểm khác nhau đặt ra về vấn đề này lắm. Có quan điểm cho rằng là tứ đức là một cái chuẩn mực về cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, được hội ngộ với cái tiêu chuẩn của đạo đức Nho giáo. Cho nên đó là một cái giá trị bền vững mà dù qua thời đại nào, dù qua cái điều kiện lịch sử xã hội nào thì tứ đức vẫn là một cái cần phải giữ gìn. Ở thế quan điểm thứ hai thì cho rằng là cái tứ đức là cái trói buộc người phụ nữ trong một cái lễ giáo hà khắc. Cho nên trong thời đại hiện đại này thì cần phải cởi ra để cho người phụ nữ được có cái cơ hội ra ngoài xã hội. Thế mà cái quan điểm thứ ba thì cho rằng là tứ đức là một cái nét đẹp văn hóa truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, và với cái điều kiện kinh tế xã hội dù có thay đổi thì đó vẫn là một cái nền tảng và cần phải kế thừa và phát huy, phát triển nó lên, nhưng mà phải kế thừa cái cũ. Thì mình nghiêng về cái quan điểm thứ ba. Thì rõ ràng thì mình thấy rằng là hồi xưa mình nói công dung ngôn hạnh để đánh giá cái chuẩn mực của người phụ nữ, rồi qua hai cái cuộc kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp và chống Mỹ cứu nước đó, thì Đảng và Nhà nước ta đã ghi nhận cái sự phát triển của người phụ nữ, thì tặng cho phụ nữ 8 cái chữ vàng, đó là anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang. Rồi sau cái thời kỳ mà chúng ta thực hiện đổi mới thì Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng cho phụ nữ thành phố 8 cũng 8 chữ vàng, đó là năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang. Và bây giờ thì 8 cái chuẩn mực như nghị quyết đại hội phụ nữ đưa ra thì mình thấy rõ ràng là giữa công dung ngôn hạnh, giữa 8 chữ vàng trước ngay sau giải phóng, rồi 8 chữ vàng thời đại mới, và 8 cái chuẩn mực này thì rõ ràng nó có một cái sự kế thừa và phát triển hơn lên, chứ nó không phải là một cái rào cản. Đúng rồi, cảm ơn chị rất là nhiều ý kiến này.
ngày nay báo chí đề cập đến cũng nhiều, đó là vấn đề bình đẳng giới. Như vậy thì đã nói là một cái vấn đề thì luôn luôn được nhìn nhận bởi những cái nhiều cái khía cạnh nhận xét khác nhau, gì thì hiểu như thế nào về bình đẳng giới cho là chính xác thì mỗi người ở đây sẽ hiểu như thế nào? Trước hết hỏi Kinh Quốc đi, bình đẳng giới là sao? Bình đẳng thì thật ra Quốc hiểu vậy nè, không có phân biệt, không có sự phân biệt giữa nam hay nữ về bất cứ về cái công việc hay là bất cứ một cái lĩnh vực nào. Như vậy, bất cứ lĩnh vực nào nếu nam giới làm được thì phụ nữ cũng có thể làm được. Đó. Tuy nhiên nó cũng phải theo cá nhân thôi, thì nó cũng có một cái chừng mực. Chừng mực chứ không phải cái gì cũng tuyệt đối hết. Đúng rồi. Tâm thì Tâm hoàn toàn tiếp thu cái như là tiếp lời Quốc về cái chuyện đó. Có nghĩa là theo Tâm á, thì cái chuyện bình đẳng á, mình cũng phải hiểu nó một cái khái niệm tương đối. Chứ nó không phải là anh một tôi một, anh làm gì tôi làm đó. Bởi vì nói cho cùng thì người phụ nữ là kiểu gì cũng là vợ của chồng mình và là mẹ của con mình. Thì cái người phụ nữ phải cái đức tính chịu thương, chịu khó, cái sự nền nã dịu dàng là cái điều rất là tuyệt vời trong cái phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam. Mà cũng là cái điều hết sức cần thiết cho một đời sống gia đình. Cho nên nếu mình nghĩ bình đẳng giới là một cái gì đó rất là mạnh mẽ ha, thì Tâm lại không nghĩ như vậy. Ôi, rồi, thấy chưa, mới chỉ có hai người thôi mà đã có hai ý kiến rất là mạnh mẽ rồi. Như vậy thì lại phải hỏi chị cán bộ hội phụ nữ. Thực ra đối với vấn đề bình đẳng giới thì chắc là các chị ở đây thì ai cũng biết là mới đây thôi luật bình đẳng giới đã có hiệu lực, tức là ngày 1 tháng 7 năm 2007 luật bình đẳng giới có hiệu lực. Nhưng mà trước đó cái khái niệm về cái bình đẳng giữa nam và nữ thì nhiều người hiểu theo nhiều cái khía cạnh và nhiều cái hướng khác nhau. Có chị thì về nhà nói với ông xã rằng là hôm nay là tôi đi họp phụ nữ về, các chị nói vấn đề bình đẳng giới rất nhiều cho nên là anh phải làm việc nhà với tôi. Thì có chị rằng là em xuống bếp nấu cơm thì anh phải lau nhà nha. Tức là nó phân chia một cái cách là giống như là 4 chia 2 thì bằng 2 vậy đó. Tức là phải như vậy, phải máy móc như vậy. Cho nên nhiều quan niệm, nhiều chị cho rằng như vậy. Nhưng mà thực ra thì không phải là như vậy. Ủa chị nói vậy có nghĩa là sao, không phải là như vậy? Cái bình đẳng giới đây chính là cái sự chia sẻ. Cái sự chia sẻ lẫn nhau chứ không phải là anh hút thuốc thì vợ chồng hút thuốc thì vợ uống thuốc. Ví dụ vậy, không phải là vợ uống, chồng uống rượu thì vợ uống bia, hay là chồng đi nhậu được thì vợ vẫn đi nhậu được, thì cái đó là không phải. Nhưng không mà phải, quả là thật sự chia sẻ. Cái này á, là tại vì cái xã hội phương Đông của mình từ xưa đến giờ nó đã tạo thành cái nền nếp điệp quen rồi, bây giờ muốn thay đổi rất là khó. Chỉ có chăng là thì thôi những người nam á, họ có thể là qua cái những cái phương tiện truyền thông đại chúng, rồi qua cái sự mà hội nhập, cái như Việt Nam mình hội nhập với thế giới thì mình sẽ nhận thức được và chia sẻ được những cái điều đó với phụ nữ, như là ở bên phương Tây. Tại vì phương Tây họ đã bình đẳng giới từ lâu rồi. Như vậy thì nhân đây đang thấy Quỳnh Giang nói chuyện mạnh miệng quá, chắc Quỳnh Hương phải đi hỏi thăm một người khách quan. Bởi vì là nhân đây cũng có mặt anh hùng là ông xã của Quỳnh Giang, vậy thì phải hỏi là một chút. Bên cạnh cái việc hãnh diện khi mà có vợ nổi tiếng như vậy thì có khi nào anh cảm thấy hơi chạnh lòng hay là hơi buồn bực một chút, là tại vì nếu mà phải cống hiến nhiều cho công chúng như vậy thì có nghĩa là cái quỹ thời gian dành cho gia đình của bà xã mình nó sẽ ít. Trong cái vấn đề cân đối hay có sự công bằng thì cũng lúc nào vợ chồng cũng có sự cân nhắc với nhau. Phải có sự cân nhắc là để làm sao quản lý thời gian của mình trong và ra những kế hoạch để ổn định của đôi bên. Chứ nếu tập trung về sự nghiệp quá mà thành công mạnh mẽ quá trong cái vấn đề sự nghiệp mà quên về cái vấn đề gia đình thì cũng không được. Cho nên đã là vợ chồng đưa đến sự thỏa thuận thì để có sự bền vững lúc nào cũng nên cân nhắc. Nhưng mà Quỳnh Hương đang hỏi ý kiến của bản thân anh cơ. Cụ thể hoàn cảnh của gia đình anh cơ. Để mình đã nói ra được những lời như vậy thì chắc chắn mình đã thực hiện. Hay quá à. Hỏi thiệt Kinh Quốc là nếu mà cảm thấy giới nữ nói chung và những người phụ nữ thân thiết xung quanh mình nói riêng mà được bình đẳng như mình đó, thì có bao giờ mà Quốc cảm thấy là như vậy thì quyền lợi của mình nó bị thu hẹp lại không? Rồi có cảm thấy thiệt thòi hay chạnh lòng chút đỉnh không? Không, khó quá. Bản thân người đàn ông á, đàn ông thì nếu mà người phụ nữ có làm bất cứ công việc gì, bất cứ việc gì mà nó hơn nó tốt, thì
người đàn ông phải mừng, ít nhất nếu trong mình nói vấn đề vợ chồng đi. Dạ. Phải không? Thì chồng phải tự hào chứ. Rồi. Phải mừng chứ, bởi vì cũng là cho gia đình thôi. Phụ nữ làm cũng là cho gia đình thôi chứ đâu phải làm cho ai đâu. Chừng nào làm cho ai mình mới sợ. Rồi, cảm ơn Quốc về cái sự suy nghĩ đó. Thế trong cuộc sống lại phải hỏi về chị Yến đây. Tại vì Quỳnh Hương đọc báo và đặc biệt là các tờ báo dành cho phụ nữ á, thì luôn luôn mở ra những cái diễn đàn là tại sao mà đặc biệt mà có những người vợ làm sếp của chồng á, thì lại cảm thấy chịu không được. Như vậy thì chị có thấy rằng đây là một cái điều rất là mâu thuẫn vẫn tồn tại trong cái nếp nghĩ của con người Việt Nam mình hay không? Thực ra thì đây cũng là cái suy nghĩ không phải là chỉ của riêng người phụ nữ. Mình nói tại vì Quỳnh Hương hơi thiên về phụ nữ, nhưng mình nói thế này. Ví dụ như người đàn ông mà thành đạt trong xã hội, người phụ nữ không thành đạt, thì khi về nhà thì người đàn ông cũng hay thường có một cái vẻ là cái giống như ta đây đối với gia đình, ví dụ như vậy, cũng là nó nói một cách là sếp gia đình đó. Cho nên khi mà người phụ nữ mà thành đạt thì họ cũng muốn thể hiện cái tôi của mình, họ muốn thể hiện cái tôi của mình. Nhưng mà thực sự ra thì mình muốn nói rằng cho dù là người phụ nữ anh thành công, chị thành công ở một cái lĩnh vực nào đó ở ngoài xã hội, hay là chị trở thành người công chúng, được nhiều người tôn vinh, được nhiều người biết đến quan hệ, nhưng mà trong gia đình thì chị vẫn là một người mẹ, một người vợ. Cho nên nếu như mà mình không phải là mình về, không lẽ là mình lúc này bà giám đốc không thể nấu cơm thì là không được, ví dụ như vậy. Cho nên dù bước vào cửa nhà là mình phải nghĩ rằng mình là một người mẹ, người vợ, chứ không thể là một bà giám đốc. Đối với bên xã hội phương Tây thì là người ta rất bình đẳng, là thứ nhất là phụ nữ, thứ hai là em bé, coi như những người nam là xếp cuối cùng. Cho nên cái chuyện mình nữ hơn nam là chuyện bình thường đối với họ. Còn Việt Nam mình thì là lúc nào cũng trọng nam khinh nữ. Đó, cho nên xuất phát từ ý của Quỳnh Giang thì Tâm cũng góp cái ý kiến mà cái này là cũng ở góc độ tâm lý đó Quỳnh Hương. Là tại vì cái quan niệm của người đàn ông Việt Nam mình á, nó không có giống như cái quan niệm của ông xã của Quỳnh Giang. Ảnh cũng là người Việt Nam nhưng ảnh có thể sống ở nước ngoài rồi ảnh có những cái suy nghĩ mới, nhận thức mới. Tại vì người đàn ông Việt Nam luôn đặt cho mình một cái trọng trách là mình là trụ cột của gia đình. Và chính vì cái ý nghĩ là mình là trụ cột của gia đình, cho nên ảnh luôn đặt một cái áp lực rằng ảnh là cái người phải là cái người mang về cho gia đình một cái sứ mệnh là đem lo cái đời sống tài chính, lo lắng hết tất cả, sắp đặt hết tất cả cuộc sống. Chính vì vậy cho nên khi người ta chưa có quen với cái nhận thức là người phụ nữ cũng là cái người thành đạt, cũng là một cái người có đóng góp cho gia đình, đóng một vai trò rất quan trọng trong gia đình, ta không quen với ý nghĩ đó. Và đó nó thuộc về mặt cảm xúc đó Bình Hương. Cái khi người đàn ông mà họ cảm thấy rằng người vợ của mình thành đạt quá, đem về nhiều cái quyền lợi, về cái sự ví dụ như là cái danh dự gia đình tôn vinh, được tôn vinh ngoài xã hội, người của công chúng á, rồi đóng góp tài chính cho gia đình lớn quá, nói các con mình có FV quá, thì người chồng có một cái mặc cảm đó, nó gần như là vô thức. Nó vô thức và gần như cái đó là thuộc về cảm xúc thôi. Chứ tôi chứng kiến nhiều tổng giám đốc nữ rất thành đạt nhưng cũng hết sức dịu dàng trong cư xử với chồng ở gia đình. Chồng không là tổng giám đốc nhưng mà rất là đàng hoàng, nhưng mà người chồng vẫn ức chế về tâm lý và đến với chúng tôi. Lại phải hỏi Quốc nữa rồi. Thế thì trong những cái trường hợp như vậy Quốc nghĩ như thế nào? Thật ra Quốc nghĩ vậy nè. Cái thí dụ như trong gia đình một người đàn ông á, thì là lo lắng mọi thứ hết. Mình coi như là một cái trụ cột đi. Hay tự tin. Nó khác hoàn toàn so với người phụ nữ là trụ cột. Đúng rồi. Hai cái khác nhau, nó không có giống nhau. Về thế tâm lý. Tâm lý đôi khi ở người đàn ông thì lại là dễ chịu, nhưng mà đối với người phụ nữ thì rất khó. Rất là khó, mà thường thường á cái vế sau nó bi kịch hơn. Chính vì cái chỗ đó thì mình mới cần là cái sự dịu dàng của người phụ nữ. Bởi vì cái chị phụ nữ mà dù chị có thành đạt đi về nhà thì chị nghĩ rằng chị là vợ, và cái tâm lý của người anh chồng như vậy thì chị, nếu mà chị khéo léo trong bất cứ trong cái mối quan hệ gia đình á, thì chị vẫn có thể làm cho anh chồng của mình xóa đi cái mặc cảm đó. Nhưng như vậy thì khi mà mình tranh luận một cách sôi nổi như thế này, cái quan trọng là phải tìm ra đâu ra được một cái khó khăn với cái thuận lợi của một cái người phụ nữ mà phải đảm việc nước, giỏi việc nhà. Ủa, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Trong một cái thời đại hội nhập rồi rất nhiều những cái điều kiện nó như thế này thì ai sẽ là người trả lời cho Quỳnh Hương câu hỏi này? Thực ra mình nói là với cái danh hiệu mà giỏi việc nước, đảm việc nhà thì đã từ rất lâu rồi. Tức là cán bộ ở các cấp, các ngành.
đều phải, khi mà đã đi làm là phải lúc nào cũng phải đăng ký cái danh hiệu này và để cố gắng phấn đấu thực hiện. Cho nên là ở cơ quan thì các chị sẽ dành hết cái tâm sức tới cái trí lực của mình cho cái việc hoàn thành cái nhiệm vụ cấp trên giao cũng như là cái nhiệm vụ được giao. Còn về gia đình thì trở về với mái ấm gia đình thì các chị cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Và khi xét cái danh hiệu này thì rõ ràng là phải coi về cái hạnh phúc của gia đình và cái kết quả công việc ở tại cơ quan thì mới được xét cái danh hiệu này. Có một lần tôi nhớ là các đồng chí lãnh đạo mới nói rằng nếu mà giỏi việc nước mà đảm việc nhà được thì quá là tốt. Nhưng mà tôi thấy các chị nếu mà giỏi việc nước thì chẳng có mất tiêu cái chữ đảm việc nhà, mặt ngược lại, mặt ngược lại. Thế nhưng mà rõ ràng mình thấy thực tế trong xã hội thì có rất nhiều vị quản lý, rất nhiều chị mà ở trừ giữ cái chức vụ là quản lý lãnh đạo hoặc là công nhân ở trong các xưởng thì các chị vẫn làm tốt cái vai trò này. Tâm nghĩ vậy nè, ai cũng chỉ có 24 giờ trong cái quỹ thời gian giống nhau, mà cái công việc ở công ty hiện nay, các cái công sở hiện nay nó cũng đầy những cái áp lực. Và cái công việc mà tổ chức cái cuộc sống gia đình nó cũng đầy những cái thách thức, bởi vì con cái ngày nay chúng ta phải có một cái sự hiểu biết, cùng phải có một cái thời gian dành cho con để mà đủ để mà hiểu được những cái chuyển biến tâm lý của con, rồi có những cái phương pháp giáo dục con cho nó phù hợp với cái trào lưu mới, cái thời đại hội nhập. Rồi chúng ta cũng phải chăm suốt đủ thời gian để chăm sóc mình, chăm để ông xã nhìn thấy mình hấp dẫn. Cho nên một quan trọng Tâm thấy rằng là phụ nữ mà Tâm không biết là Tâm với chị Yến không có mâu thuẫn gì nha, xin lỗi. Nhưng mà Tâm thấy có cái danh hiệu là phụ nữ hai giỏi ba đảm đang đối với Tâm. Tâm thấy hai giỏi. Tâm hay nghĩ về chuyện đó mà Tâm mắc cười. Cười là nghĩ là sao can đảm với cái gì cũng muốn đăng ký. Tại vì một giỏi một vừa vừa theo Tâm đó là đã phi thường lắm rồi. Không thể có phụ nữ hai giỏi rồi ba đảm đang. Bởi vì khi mà công việc ở công ty anh tròn thì công việc nhà cái giờ đó anh hụt. Khi công việc nhà anh tròn thì ở trên công sở anh chỉ tèn tèn thôi chứ không thể lên chức được. Thì cho nên Tâm thì Tâm không biết là Tâm có bi quan không, nhưng Tâm thấy thực tế chính bản thân mình thì mình thấy rằng là một giỏi một vừa vừa là ok. Một giỏi một vừa vừa. Nếu mà một lúc nào đó cái xã hội mình nó phát triển á, rồi cái người phụ nữ Việt Nam mình sẽ được hoàn toàn giống như là phụ nữ của Tây Âu á, thì liệu, xin hỏi các chị khán giả rằng là liệu lúc đó cái hình ảnh của người phụ nữ mình có còn đẹp như bây giờ hay không? Tôi thấy là phụ nữ Việt Nam ấy, của chúng ta như bây giờ thì cái người Việt Nam, người phụ nữ rất là đẹp, rất là dịu dàng, rất là tuyệt vời. Thì đến khi mà người ta tiến lên như là các phụ nữ Tây ấy, thì tôi thấy là phụ nữ Tây người ta quá như là mạnh bạo quá, mà người ta mạnh mẽ quá. Cho nên cuối cùng tôi thấy là cái lúc đó thì phụ nữ Việt Nam cũng không còn là dịu dàng như cái áo dài Việt Nam bây giờ. Cho nên chị vẫn muốn người Việt Nam, người phụ nữ Việt Nam vẫn đẹp theo cái cách của bây giờ, đúng không? Dạ vâng ạ, người phụ nữ Việt Nam vẫn phải đẹp và dịu dàng như cái cách của bây giờ, như cái áo dài Việt Nam bây giờ. Cảm ơn. Theo như em thấy thì ví dụ như bên phương Tây vẫn có những người rất là dịu dàng, cũng rất là đẹp. Nếu mặc cái áo dài Việt Nam cũng rất đẹp, ví dụ như là bà Hillary Clinton, đúng không? Em nghĩ bà ta cũng là một cái người phụ nữ cũng rất là đảm đang. Đúng rồi. Như vậy cái vấn đề không phải là gộp chung cho cả một giới phụ nữ ở một vùng miền nào hoặc nước nào, mà bản thân của từng cá nhân để làm sao mà đạt được những cái điều mà do mình tự đặt ra được thì sẽ tốt, phải không ạ? Nhưng mà ở đây thì chị Tâm với chị Yến là hai người hoạt động trong những cái lĩnh vực có lẽ tiếp xúc với những hoàn cảnh thực tế của cuộc sống cũng nhiều. Vậy thì cho Quỳnh Hương hỏi thiệt là trong cái lúc mà mình tiếp xúc và mình giải quyết, mình nghe tư vấn hoặc là những cái vấn đề đó, có khi nào chị cảm thấy rằng là cái sự thành đạt của người phụ nữ đó nó phải đánh đổi cái gọi là bình tình yêu rồi hạnh phúc gia đình hay không? Thật ra thì Tâm xin trả lời cái câu này, tại vì Tâm là cái nơi có thể nói là tiếp cận với nhiều những cái nỗi đau đời. Và những cái nỗi đau đời đó phần lớn là các chị phụ nữ đến chia sẻ với tụi này nhiều. Tại vì cái nghề tâm lý mà, thì mình thấy rằng là cũng rất là nhiều những người phụ nữ vì mãi mê cái sự nghiệp hoặc là một chạy theo một cái giá trị nào đó mà người ta tự đặt ra trong cái mục tiêu cuộc đời của người ta, thì đến lúc nhìn lại sau lưng thấy là một cái khoảng trống không có gì hết, rồi thất bại. Thì nói chung là cái xã hội ngày nay thì cái khái niệm theo mình á, mình nghĩ nếu mà một người phụ nữ mà gọi là thành công á
thì cái người phụ nữ đó phải là một người phụ nữ vừa có được cái cơ hội thăng tiến trong công việc, nhưng cũng phải có một cái mái ấm gia đình thật sự ấm, một cái tổ ấm thật sự ấm, và có những đứa con ngoan, có một người chồng bên cạnh, thì đó mới là gọi là một người phụ nữ thành công. Còn những người phụ nữ mà đến với mình mà hoặc là người ta bị mất có, đã từng có và mất đi, hoặc người ta chưa tìm được vì mải mê sự nghiệp, thì đó thì Tâm cho rằng, Tâm tự suy nghĩ rằng đó là cái khái niệm theo Tâm là phụ nữ đó chỉ là phụ nữ có địa vị thôi, hoặc là phụ nữ thành công mới có một nửa thôi. Tại vì mà ngày nay đi ra đường thì thấy phụ nữ có địa vị một mình nhiều lắm. Còn mà tìm được một người phụ nữ thành công đúng nghĩa như mình định nghĩa hồi nãy thì khó, ít kiếm thấy lắm. Tại vì có những gia đình thì có người phụ nữ là cũng đầu tiên họ cũng có được một cuộc sống gia đình, rồi họ chạy theo những cái áp lực về công việc, áp lực về sự nghiệp, áp lực vật chất. Thì cuối cùng thì họ đánh rơi hết tất cả những cái giá trị quý giá của gia đình, mà khi quay lại thì chỉ là một khoảng trống. Thực ra thì mình nghĩ rằng như chị Tâm nói, thực ra trên thực tế là đã có rất là nhiều, rất là nhiều. Nhưng mà chính những người phụ nữ đó là họ không có được một cái hậu thuẫn, tức là không có được một cái sự chia sẻ của người chồng. Chắc chắn là như vậy. Bởi vì nếu mà người vợ có cơ hội mà anh chồng không tạo cho cái cơ hội đó nó trở thành một cái hiện thực, thì người phụ nữ phải cố gắng để đạt được cái cơ hội đó, cho nên họ bỏ rơi lại cái gia đình mình. Và tất nhiên đã là con người thì ai cũng muốn là mình sẽ đạt được cái cơ hội đó đối với mình. Cho nên cái sự chia sẻ của người chồng là một cái vai trò rất là quan trọng. Rất là nhiều những trường hợp phụ nữ mà buộc phải chọn lựa giữa tình yêu hoặc gia đình hoặc là sự nghiệp của mình với nghệ thuật, thì Quốc sẽ cảm thấy đồng cảm với lại cái quyết định là sẽ chọn về gia đình hay là sẽ chọn về sự nghiệp nghệ thuật của cô ấy. Nếu được thì cả hai. Đã nói không được rồi. Đã nói không được rồi, đã ra tối không được rồi. Rồi nhưng mà Quốc nghĩ là cái Quốc nghe một cái điều gì đó. Đại ý là gì nè, phụ nữ là gia đình. Thấy chưa? Vậy thấy mà chưa? Kêu bình đẳng giới. Không phải là mình ngăn cản, mình không cho đi làm công tác ngoài xã hội. Sức chia sẻ nhưng không? Mà cái vấn đề cốt yếu là gia đình đã. Tại bản thân phụ nữ là gia đình đã, rồi sau đó mình mới làm cái những công việc khác. Nhưng thì... mà nếu mà chọn gia đình thì có nghĩa là cánh cổng đến với nghệ thuật đã đóng lại rồi, làm sao làm gì nữa được. Thì bởi vậy mới nói là không có lựa chọn thứ hai. Cái đó là cách nhìn của Quốc. Mời Quỳnh Giang cũng là người cũng hoạt động nghệ thuật, thì Quang Giang thấy như thế nào? Em thì em thấy là nếu mà mình tìm được tiếng nói chung á thì mình đến với nhau. Còn nếu mà không tìm được tiếng nói chung thì thôi. Tại vì trước khi mà mình kết hôn với nhau thì mình cũng nên thỏa thuận trước cái đã. Bây giờ cái công việc của em là như vậy. Giờ nếu mà anh phải thông cảm, anh chấp nhận thì được. Chứ nếu không phải cưới về rồi anh bắt em nghỉ thì điều đó không được đâu nha. Không phải là tôi không lo cho gia đình, không có, vẫn chu toàn cho gia đình, nhưng mà đừng có cấm cản cái con đường nghĩa là chọn chung rồi. Nghề nghiệp của mình không phải là phải thỏa thuận. Đúng rồi, phải thỏa thuận. Tâm có ý kiến xin cân bằng hai ý kiến của hai bạn. Vì Quốc đang nói với góc độ của người đàn ông, mình cũng hết sức là đồng tình với Quốc ở chỗ là người phụ nữ là gia đình. Cái khái niệm đó rất là thiêng liêng và rất đẹp, bởi vì cái thiên chức làm vợ làm mẹ là rất là tuyệt vời, mà người đàn ông có muốn cũng không có được. Nhưng mà Quỳnh Giang nói cũng đúng luôn, là bởi vì trước khi mình kết hôn mình phải có một cái chuột đàm phán thương lượng, mình phải hiểu nhau trong sâu xa, và vợ chồng phải có một cái sự thông hiểu về cái đặc thù nghề nghiệp, về cái niềm đam mê của cái người đối tác của mình. Thì mình đã thương nhau thì phải tôn trọng cả cái niềm đam mê của cái người kia. Thì như vậy đã đàm phán thương lượng được trước khi đến bước vào một cái đời sống chung á, thì cái khả năng mâu thuẫn xung đột ít hơn. Và nói nhìn lại một chút theo một cái chiều dài phát triển của lịch sử, thì rõ ràng là thế hệ của bà và của mẹ mình ngày xưa đã từng chịu thương chịu khó gấp nhiều lần chúng ta hiện nay. Có thể nói là khi chúng ta nhìn lại, chúng ta cảm thấy hơi xót ruột cho bà mình hoặc cho mẹ mình. Nhưng rõ ràng là chúng ta cũng đã học được rất nhiều từ các thế hệ đi trước. Vậy thì nếu mà muốn nói một cái điều gì đó cho thế hệ nhỏ hơn mình, các bạn 8X rồi 9X, thì các bạn đã rất trẻ, rất giỏi, rất năng động rồi. Thì các anh chị có muốn cái lời nào nhắn gửi đến cho các bạn hay không? Nếu mà có một điều gì đó mà để chia sẻ với các chị, các bạn gái trẻ mà thế hệ sau mình 8X, 9X, thì rõ ràng là các bạn có nhiều cơ hội, rất là năng động, có trí thức. Nhưng mà có một điều mà mình muốn các bạn lưu ý là
cái đầu tiên là cái mà các bạn phải luôn nhớ là cái giá trị gia đình, làm sao đó để mà mình luôn để ý cân bằng cái đời sống gia đình, để cái giá trị gia đình đó là một cái nền tảng mà cái người phụ nữ có giỏi, có thành đạt cách mấy mà không, gia đình không ổn á, thì người phụ nữ đó cũng cảm thấy rất là hụt hẫng, rất là thiếu thốn. Bởi vì vậy cho nên phải làm sao để mình phải quan tâm, mình ý thức trong lòng mình rằng là cái giá trị gia đình mà mình phải tròn thì lúc đó mình mới thăng hoa trong sự nghiệp được. Đó là cái thứ hai nhất. Thứ hai là cái người phụ nữ cần phải tự tin. Tự tin ở đây không có chỉ là tự tin trong công việc, khi mình có trí tuệ, khi có những cái chuyên môn giỏi, mà mình tự tin vô trong chính cái cuộc sống gia đình của mình. Ngày nay tôi thấy các bạn trẻ đó, khi yêu thì cũng rất là tự tin, nhưng mà hãy lấy nhau rồi thì các bạn ấy có một cái xu hướng là không tin ở chính mình. Bằng chứng là các bạn ấy cũng rất là khó khăn trong chuyện gìn giữ cái hạnh phúc gia đình, hay là hay ghen tuông, giữ cái người chồng của mình rất là vất vả. Thì tại vì chắc có nghề nghiệp của tôi thấy như vậy. Thì thật ra đó, các bạn hãy tự tin ở chính mình, mà mình tin ở chính mình bằng cách là mình phải luôn là mình có một người biết tạo ra cái hạnh phúc và biết gìn giữ cái hạnh phúc đó. Xin được mời chị Yến. Mình chỉ muốn nói với các bạn trẻ là cơ hội hay là thách thức thì dành cho tất cả mọi người. Không phải là thế hệ của mình là không còn cơ hội, mà cũng không phải là thách thức là chỉ dành cho các bạn trẻ. Đúng rồi. Tức là cơ hội cho người này cũng có thể cơ hội đó cho người khác, và thách thức cho người này thì cũng có thể là thách thức cho người khác. Cái chính là mình biết biến cái thách thức đó trở thành cái cơ hội cho mình. Nhưng mà mình cũng đừng có sử dụng cái cơ hội đó để làm cái bước cho mình tiến mà coi thường cái thách thức của người khác. Cũng có rất nhiều những chị, tức là mình cũng nói, tức là cũng có những chị là khi thành đạt rồi thì xem người chồng, người mà bao lâu năm gắn bó chia sẻ khó khăn với mình là sao tự nhiên thấy ảnh quê quá so với mình. Thì cái đó là cũng là không nên. Cho nên là cái chính là hãy nắm bắt lấy cơ hội và tạo cái cơ hội đó cho mình cũng như cái người bạn của mình, bạn đời của mình. Và mình cũng rất đồng tình với ý kiến của chị Tâm, đó là cái sự cân bằng và cái sự coi trọng giữa cái bước tiến của mình với cái gia đình. Vì Giang thấy là như chị Tâm cũng nói là cái giá trị gia đình quan trọng lắm. Mình cứ thử nghĩ đi, nếu như bây giờ mình ra ngoài xã hội thành công lắm, nhưng mà mình về mình không biết chia sẻ với ai hết, thì vậy có vui sướng, có hạnh phúc hay không? Đó, cho nên là các bạn cũng như mấy chị đã nói cho mình, nhưng rất là đồng tình. Quỳnh Hương muốn hỏi là có lời nhắn nhủ gì với cánh mài râu? Đúng rồi. Để cho giới nữ của chúng tôi cảm thấy là có thể hoàn toàn, hoặc là toàn tâm toàn ý sống trọn vẹn với gia đình và có thể cống hiến được cho xã hội hay không? Đúng ra mình cũng không phải nhắn nhủ gì, thì bản thân Quốc cũng là người đàn ông, mà người cha, thì Quốc chỉ có một cái muốn nói là hãy cố gắng thông cảm và hiểu người phụ nữ hơn nữa. Bữa nay thay đổi nhận thức rồi đó. Hãy cố gắng hiểu và thông cảm cho người phụ nữ. Thưa quý vị và các bạn, cuộc trò chuyện ngày hôm nay quả thật là rất sôi nổi, làm cho tất cả mọi người đều bị cuốn hút vào trong câu chuyện này. Và qua đó thì hy vọng rằng không chỉ có giới nữ mà tất cả mọi khán giả đang theo dõi chương trình cũng có thể hiểu hơn về cái vai trò và những đóng góp của một người phụ nữ hiện đại vào trong xã hội nói chung và cho gia đình nhỏ của mình nói riêng. Xin được cảm ơn chị Tâm, cảm ơn chị Yến, cảm ơn anh Kinh Quốc, cảm ơn Quỳnh Giang đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, trên tay Quỳnh Hương đây là 4 bó hoa dành tặng cho 4 vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà thấy Kinh Quốc cứ cười cười, không biết là Quỳnh Quốc muốn nói gì. Thôi vậy giờ có mình là đàn ông đây thôi, thì đây là 4 người phụ nữ hết. Thôi bây giờ Quốc sẽ làm nhiệm vụ này, là tặng cho cho 4 người phụ nữ. Giờ tặng cho Quỳnh Hương ha. Đây là lần đầu tiên người dẫn chương trình được tặng hoa. Tặng chị Tâm. Rồi, cảm ơn Kinh Quốc. Cảm ơn chị Yến. Xin được cảm ơn Giang. Rồi mình 4 bông hoa quá nhiều rồi. Bắt tay Kinh Quốc một cái. Quá nhiều. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì chương trình trò chuyện cuối tuần của chúng ta tuần này xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại vào giờ phát sóng quen thuộc 12:30 trưa Chủ nhật hàng tuần trên sóng HTV7. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.